Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay Hello, em xin chào cả nhà. Sáng hôm nay em sẽ giới thiệu đến với cả nhà cái lô bông trang màu trắng lá nhỏ. Thì thời gian qua có rất là nhiều bạn trên kênh YouTube thắc mắc là tại sao trong nhiều video không thấy xuất hiện mặt cũng giống như là hình ảnh của cô chủ, cũng như là chủ kênh của kênh bán bông trang này. Thì hôm nay từ ngày hôm nay về sau thì đa số các video mở đầu video thì em sẽ xuất hiện hình ảnh và có lời chào gửi đến quý khán giả đã luôn theo dõi ủng hộ kênh của em trong thời gian qua. Thì sau đây thì mời cả nhà cùng xem cái lô bông trang màu trắng nó đang nở rộ bông, cho nên em giới thiệu đến cho cả nhà, để cả nhà ai có nhu cầu mua thì liên hệ và comment bên dưới. Một lần nữa thì em kính chúc cả nhà xem video vui vẻ. Xin mời. Đây là hàng bông trang màu trắng. Em đã sắp xếp để một hàng thẳng, ngay hàng thẳng lối cho cả nhà xem. Đa số những cây bông trang này là thân và cốt. Đây cả nhà xem cây này. Cũng có một vài cây do cắm tương đối là khó, cho nên thành ra là bên em là cắm từ 1 đến 2 thân vô một chậu cho nó mau phát triển. Như cái cây này nè, cả nhà xem, không phải là 2 thân mà là do cái nhánh nó đâm từ ở dưới lên đó, từ dưới gốc đó là nhìn thấy giống như 2 thân, nhưng mà thực ra có 1 thân à. Cả nhà xem nè, dưới gốc ở dưới này. Còn như cái cây này, như cái cây này thì ở dưới này lên là 2 thân. Rồi tiếp theo đi qua đây, cả nhà xem, đa số thì có một số cây thì một cốt và một số cây thì hai thân cắm vào, bởi vì nó tương đối là khó cắm cho nên thường là phải cắm một cây cho đến hai cây vào một chậu để cho cây chắc chắn là sống. Tại vì trang trắng này khó cắm lắm đó, rồi đa số rổ bông lên hết trơn rồi. Em quảng cáo đến cả nhà để bán nguyên cái lô này, đồng thời bên cạnh đó thì cũng có một vài cây màu hồng. Wow, cái hồng này cũng được một cốt. Trắng này đang đơm nụ. Đó, cả nhà xem, rổ bông hết trơn. Bên
Bây giờ em sẽ dắt cả nhà đi ra phía sau coi bông phía sau cũng là màu trắng. Đây là lô mỹ hồng, lô mỹ hồng con. Là mấy cây màu hồng phấn này cả nhà. Đó. Màu trắng thì phía bên đây. Xích thì đằng này. Đây. Phía sau này cây cũng rất là tốt. Em sẽ cho cả nhà xem cái cây mỹ hồng với cái cây trang màu trắng với cây màu hồng phấn cắm chung vô một chậu. Đây, thực ra cái cây này là do là hai nhánh hai màu, mỗi màu là một nhánh em cắm vô cùng một chậu chứ không phải là nó lai hai màu. Các bạn nhà xem kỹ. Cái này là hai nhánh một nhánh màu trắng và một nhánh màu hồng phấn cắm cùng vô cùng một chậu, thành ra là được hai màu chứ không phải lai nha cả nhà. Bây giờ bạn nào muốn đặt hàng là hai màu vô cùng một chậu thì đặt hàng thì sẽ có hàng sao chứ không phải là lai đó. Chậu này không phải là lai. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra. Hi, vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu sơ lược một vòng mấy cây trang màu trắng. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Chúc các bạn ngày mới thật là vui vẻ, làm việc hiệu quả. Và đặc biệt là luôn vui vẻ trong cuộc sống. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Nhớ ủng hộ kênh của em bằng cách là like. Ai chưa đăng ký kênh subscribe thì hãy nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ em. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye. Đây là cái vườn bông trang phía sau của em. Bye cả nhà.